trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Real Betis, Liverpool được đánh giá cao hơn đôi chút so với đại diện của La Liga nhưng lữ đoàn đỏ không dễ giành chiến thắng khi mà đối thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Jurgen Klopp đã xác nhận rời Liverpool vào tháng 1 năm nay, kết thúc chuỗi 9 năm gắn bó với lữ đoàn đỏ. The Kop đã không thể giành danh hiệu lớn trong mùa giải cuối cùng của ông thầy người Đức tại sân Anfield, nhưng dù sao họ cũng kết thúc mùa giải với chức vô địch cúp liên đoàn Anh. Đội bóng thành phố Cảng cũng có mặt trong top 4 ở Premier League qua đó đảm bảo tấm vé dự Champions League ở mùa giải 2024-2025, trong khi Xabi Alonso vẫn trung thành với Bayer Leverkusen và các cuộc đàm phán với Ruben Amorim không đi đến đâu. Ban lãnh đạo mới của Liverpool dẫn đầu là giám đốc điều hành Michael Edwards đã quyết định bổ nhiệm Anslot là người thay thế. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Feyenoord đã không có được màn ra mắt hoàn hảo trong trận giao hữu đầu tiên của mình. Trận đấu kết thúc với tỷ số thua không một trước Bretton North End vào thứ sáu tuần trước, khi đội hình gồm Mohamed Salah và Dominic Zoboslai đã không thể giúp lữ đoàn đỏ giành kết quả có lợi. Liverpool đang tập trung vào việc gia hạn với Chen Alexander-Arnold và Virgil van Dijk. Họ hiện vẫn chưa có một bản hợp đồng chất lượng nào ở hè 2024. Sau trận thua Bretton North End, Liverpool sẽ di chuyển sang Mỹ để tham dự hàng loạt trận giao hữu. Đây là cơ hội tốt để huấn luyện viên Slot thử nghiệm cả về mặt con người và chiến thuật. Trận giao hữu tiếp theo của Liverpool là trận đấu với Betis nhận định Liverpool với Betis nghiêng một chút về phía lữ đoàn đỏ, nhưng không dễ để họ có được một chiến thắng trước đại diện của La Liga. Bên kia chiến tuyến, cựu huấn luyện viên trưởng của Man City, Manuel Pellegrini, đang chuẩn bị cho mùa giải thứ năm dẫn dắt Real Betis. Mùa giải vừa qua đội bóng của ông thi đấu không mấy nổi bật, Betis chỉ giành được vị trí thứ bảy trong chiến dịch La Liga gần nhất nơi họ là một trong những chuyên gia hòa với 15 trận hòa, chỉ có Malocca, 16, có nhiều trận hòa hơn. Ngoài ra, Betis chỉ có thể lọt vào vòng 1/16 ở Copa del Rey và giành vị trí thứ ba ở vòng bảng Europa League qua đó đưa họ xuống chơi ở Conference League, nơi họ bị Dinamo Zagreb đánh bại với tỷ số 21 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, đoàn quân của Pellegrini đã có khởi đầu như mong đợi trong giai đoạn tiền mua giải đánh bại Austria Sandburg với tỷ số 5-1 trong trận giao hữu mở màn mùa hè và họ cũng sẽ đối đầu với Manchester United tại Mỹ trước khi gặp Al Ittihad, Raja Công An và Bayer Leverkusen. Trận giao hữu tới đây chứng kiến Liverpool và Real Betis tái hợp sau gần 19 năm kể từ trận chiến đầu tiên của họ ở vòng bảng Champions League 2005-2006, nơi lữ đoàn đỏ đã giành chiến thắng xích sao 2-1 trên sân khách trước khi đại diện của La Liga cố gắng cầm hòa không bàn thắng tại Anfield. Liverpool lên chuyến bay tới Mỹ mà không có nhiều đại diện tham dự Euro 2024 và Copa America tất cả ra Luis Daya, Alisson Becker, Alexis Mark Alistair, Joe Gomez, Alexander Arnold Van Dijk, Cody Gakpo Diogo Jota, Ibrahima và Ryan Gravenberg sẽ hội quân cùng đội vào một thời điểm sau. Các ngôi sao trẻ Jaden Dance và Bobby Clark cũng không góp mặt vì chấn thương, nhưng Sobo Sly của Hungary và Andy Robertson của Scotland sẽ tham gia trận giao hữu sau khi bị loại sớm khỏi Euro và có thể sẽ ra sân ngay từ đầu. Mặc dù vắng mặt trong trận thua trước Preston giữa lúc có tin đồn chuyển nhượng, thủ môn dự bị cao anh nhìn Hơ vẫn có tên trong đội hình trong khi Ben Doc và Fabio Cavanho có thể hỗ trợ Salah trong bộ ba tấn công của đội bóng thành phố Cảng. Cựu thủ môn Liverpool, Adrian hiện đang thuộc biên chế của Betis, nhưng Rui Silva được kỳ vọng sẽ bắt chính. Cựu tiền đạo Leicester City, Ayo Perez là một phần của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro và cũng vắng mặt, trong khi German Pezella đã trở thành nhà vô địch Copa America cùng Argentina, tiền vệ Johnny Cardoso đã thi đấu trong cùng giải đấu trong màu áo tuyển Mỹ. ABDES Zanjuli của Morocco và Joan Miranda của Tây Ban Nha cũng đang bận làm nhiệm vụ tại Olympic, trong khi cầu thủ sáng tạo Isco đang hồi phục sau chấn thương gãy xương mác. Vì vậy mục tiêu cũ của Liverpool là Nabil Fekir sẽ chơi ở vị trí số 10. Liverpool được đánh giá cao hơn, nhưng họ thiếu vắng nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau. Lữ đoàn đỏ cũng đang trong thời gian thử nghiệm dưới thời huấn luyện viên Slot, trong khi Betis chơi bóng dưới sự dẫn dắt trong nhiều năm của Pellegrini. Betis hoàn toàn có thể tránh được thất bại trước lữ đoàn đỏ cả hai đội đều thiếu vắng những cầu thủ hàng đầu trên hàng công bởi vậy trận đấu tới được dự đoán sẽ không có quá nhiều bàn thắng